Ukraine phóng 6 tên lửa phá hủy căn cứ hậu cần của Nga. Quân đội Ukraine đã tập kích một căn cứ hậu cần của Nga tại Lugansk bằng tên lửa Storm Shadow. Trang Military hôm 8 tháng 6 đưa tin, quân đội Ukraine đã tiến hành một vụ tập kích tên lửa nhằm vào một căn cứ hậu cần của lực lượng thân Nga đặt bên trong một khu công nghiệp tại vùng Ly Khai, Lugan. Theo đó, 6 tên lửa Storm Shadow đã được phía Ukraine sử dụng để phóng vào ít nhất 3 nhà máy bên trong khu công nghiệp này. 6 tiếng đổ lớn đã được ghi nhận và các nhà máy trên đã gặp hư hỏng nghiêm trọng. Trang Military cho biết các nhà máy vừa bị tập kích là một phần trong căn cứ hậu cần lớn của Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng. Đây là nơi sửa chữa và lưu trữ khí tài cho lực lượng thân Moscow tại mặt trận miền đông Ukraine. Nhà chức trách Lugan sau đó đã lên tiếng xác nhận về vụ tấn công. Tuy nhiên, con số cụ thể về tổn thất con người và thiệt hại sau vụ tập kích của phía Ukraine hiện chưa được công bố. Vào giữa tháng 5, chính phủ Anh xác nhận sẽ cung cấp các tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine sau khi ghép đảm bảo với Anh rằng những tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, kể từ khi được đưa vào sử dụng, tên lửa Storm Shadow đã thể hiện vai trò khí tài thay đổi cuộc chơi của mình và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho phía Nga. Đặc biệt, phía Ukraine khẳng định tỷ lệ đánh chặn mục tiêu của tên lửa này là tuyệt đối. Quân đội Nga sau đó đã lên tiếng phủ nhận tuyên bố trên của Ukraine, đồng thời khẳng định lực lượng phòng không nước này đã nhiều lần bắn hạ tên lửa Storm Shadow trong thực chiến. Storm Shadow là một tên lửa hành trình do Tập đoàn Quốc phòng châu Âu MBDA thiết kế phát triển và sản xuất. Mục tiêu của tên lửa này là các cơ sở hạ tầng kiên cố và các mục tiêu di động hoặc cố định của địa phương. Tên lửa này được trang bị động cơ phản lực cho phép nó đạt tầm bắn lên tới 250 tới 300 km và tốc độ tối đa lên tới 1000 km/h. Tên lửa có tổng trọng lượng khoảng 1300 kg cùng đầu nổ đa chức năng có trọng lượng 450 kg. Theo giới quan sát, thiết kế của tên lửa hành trình Storm Shadow được áp dụng những tính năng và công nghệ độc đáo, đặc biệt là công nghệ tàng hình cho phép nó làm giảm nguy cơ bộc lộ vị trí trước radar của đối phương. Nhà sản xuất MBDA tiết lộ tên lửa Storm Shadow được đánh giá là một loại khí tài tấn công sâu có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, khả năng tấn công chính xác của Storm Shadow cũng rất đáng nể với hệ thống dẫn đường tiên tiến, hệ thống định vị vệ tinh GPS và thiết lập bản đồ địa hình. Rủi ro với Ukraine khi đưa tên lửa phương Tây tới sát tiền tuyến. Ukraine triển khai hệ thống Iris T do Đức cung cấp tới tiền tuyến, dường như để phục kích máy bay Nga nhưng lại bị UAV đối phương tập kích. Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 6 đăng video từ máy bay không người lái UAV cho thấy hệ thống phòng không tầm trung Iris T của Ukraine bị phát hiện và tập kích. Trong đoạn video, xe chở đạn kiêm bệ phóng cùng radar đa chức năng TRML-4D của tổ hợp Iris T và nhiều xe tải hậu cần bị UAV trinh sát Nga phát hiện trong vị trí ẩn nấp. Trong video, đài radar TRML-4D của hệ thống Iris-D có màu trắng nổi bật giữa các tán cây, nhiều khả năng là họa tiết ngụy trang kiểu sa mạc. Tổ hợp này có thể từng được sử dụng ở Trung Đông và chưa kịp sơn lại màu ngụy trang sau khi Đức chuyển giao cho Ukraine. Sau khi phát hiện mục tiêu, UAV cảm tử Lancet lao vào radar TRML-4D trong lúc một binh sĩ Ukraine đang phủ lưới ngụy trang trên nóc xe. Video không cho thấy cảnh Lancet đánh thẳng vào đài radar, nhưng nhiều binh sĩ Ukraine tháo chạy khỏi khu vực. Một số đám khói xuất hiện quanh đài radar sau đó, nhiều khả năng do lực lượng Nga pháo kích. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng chưa thể xác định mức độ hư hỏng cụ thể của radar TRML-4D, nhưng nhấn mạnh radar thường rất dễ bị tổn thương và có nguy cơ mất khả năng hoạt động, ngay cả khi UAV cảm tử không lao thẳng vào đài. Nếu radar bị hỏng, tổ hợp Iris T trị giá khoảng 150 triệu đô có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn do mỗi hệ thống chỉ được trang bị một trạm radar TRML-4D để phát hiện và bám bắt mục tiêu. Rai 3 tài khoản ủng hộ quân đội Nga với hơn 1 triệu người theo dõi trên Telegram, hôm 8 tháng 6 công bố tọa độ tổ hợp Iris T Ukraina bị tập kích. Cho tới hệ thống phòng không này được triển khai gần làng Krechanovka thuộc tỉnh Kherson, cách tiền tuyến khoảng 26 km. Sự xuất hiện của tổ hợp hiện đại như Iris T ở sát tiền tuyến cho thấy Ukraine đang tìm cách phục kích, đón lõng máy bay Nga chuyên ném bom dẫn đường nhằm vào mục tiêu ở bờ tây sông Dnipro, tài khoản Ryba cho hay. radar TRML-4D có thể theo dõi tối đa 1.500 mục tiêu với tầm hoạt động lý thuyết 250 km và đủ sức bám bắt tiêm kích ở khoảng cách trên 120 km. Khả năng này cho phép tổ hợp Iris T kiểm soát không phận tương đối rộng lớn ở mặt trận Kherson. Tuy nhiên, Alexander Kos, phóng viên chiến trường của tờ Komsomolskaya Pravda tại Nga, cho rằng Ukraine đã chơi canh bạc mạo hiểm khi bố trí hệ thống đắt tiền này tại sát tiền tuyến. Iris T có nhiệm vụ bảo vệ các đơn vị tham gia chiến dịch phản công của Ukraine, đồng thời đóng vai trò cảnh giới, phát hiện chiến đấu cơ Nga từ xa để chuẩn bị phương án đối phó. Kos viết về chiến thuật của phòng không Ukraine. Tuy nhiên chiến thuật này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi tổ hợp sớm bị phát hiện và tập kích. Ba tổ hợp S-300 Ukraine từng bị xóa sổ trong một ngày khi được triển khai sát tiền tuyến ở tỉnh Kherson và Mykolaiv, Kost cho hay. Joseph Chevithik, chuyên gia của trang quân sự Warzone Mỹ cho rằng, dù chưa rõ thiệt hại với tổ hợp Iris-T, vụ tập kích bằng UAV Lancet cho thấy các khí tài hiện đại mà phương Tây chuyển giao cho Ukraine không phải là bất khả xâm phạm. Điều đó buộc Ukraine phải chấp nhận rủi ro lớn nếu muốn đưa chúng tới tiền tuyến để tăng khả năng bảo vệ lực lượng của họ trong chiến dịch phản công. Tướng nga báo cáo với Tổng thống Putin cách để lùi chiến dịch lớn của Ukraine. Vì tướng phụ trách lực lượng nga tại Ukraine đã báo cáo với Tổng thống Putin về cách lực lượng của nước này đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine ở khu vực phía nam Dnipro. Một cấp dưới của ông cho biết ngày 8 tháng 6, ông Valery Krasimov, tổng tham mưu trưởng lực lượng nga tại Ukraine, báo cáo với Tổng thống Putin về trận chiến trong đêm trước đó. Đại tá nga Alexander Romanchuk cho biết trong một video do Bộ Quốc phòng nga công bố. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết các lực lượng Nga đã chống lại những nỗ lực ác liệt trong đêm của quân đội Ukraine nhằm chọc thủng chiến tuyến tại Zaporizhia và gây ra tổn thất nặng nề cho phía đối phương. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa đưa ra phát biểu nào về tình hình mới nhất tại khu vực này. CNN dẫn lời hai quan chức cấp cao Mỹ cho biết quân Ukraine chịu tổn thất nặng nề về người và trang thiết bị hạng nặng vì vấp phải sự kháng cự lớn hơn dự đoán từ lực lượng Nga trong nỗ lực đầu tiên nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga tại phía đông đất nước trong những ngày gần đây. Trong khi đó, thống đốc vùng Belgorod cho biết hệ thống phòng không của Nga vừa bắn hạ các mục tiêu trên không nhằm vào khu vực này. Vùng Belgorod nằm sát biên giới với Ukraine. Hệ thống phòng không của chúng tôi được kích hoạt ở Belgorod, chặn đứng hai mục tiêu trên không trong khi chúng tiếp cận thành phố. Hiện tại chưa có báo cáo nào về tổn thất về người, mảnh vỡ gây hư hại cho phần mái của một ngôi nhà và một số phương tiện. Các đội phản ứng đang có mặt tại hiện trường, ông Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram. Belgorod gần đây hứng hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái còn thành phố Uman thuộc vùng Chekasy ở miền trung Ukraine hứng một cuộc tấn công bằng tên lửa trong ngày 8 tháng 6. Ông Igor Tabures, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Chekasy cho biết, theo thông tin ban đầu, 8 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng sau vụ tấn công này, vị quan chức cho biết. Liên quan đến cuộc phản công của Ukraine, các quan chức Mỹ nhận định rằng quân đội Ukraine đã chịu thương vong đáng kể trong nỗ lực tiến hành cuộc phản công tuần này. Đài CNN dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Quân đội Ukraine với hy vọng xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Moscow đã phải phải sự kháng cự lớn hơn so với dự kiến từ các lực lượng của Nga. Các nguồn tin của CNN cũng miêu tả cách Nga sử dụng tên lửa chống tăng và súng cối như thế nào để xây dựng sự phản kháng mạnh mẽ và gây ra thương vong đáng kể cho đối phương bởi vì quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đưa các phương tiện do phương Tây hỗ trợ vượt qua các bãi mìn được bố trí dày đặc. Sau nhiều tháng chỉ hoãn và đưa ra thông điệp khác nhau, Cuộc phản công của Ukraine được cho là đã bắt đầu vào ngày 4 tháng 6, với cuộc tấn công gồm 6 tiểu đoàn cơ giới và 2 tiểu đoàn xe tăng dọc 5 khu vực ở tiền tuyến gần Donetsk và trong các khu vực khác ở phía Bắc và phía Nam. Các cuộc tấn công tiếp theo đã diễn ra và mặc dù các nguồn tin phía Ukraine gọi các cuộc tấn công trên là tấn công thăm dò, nhưng theo RT, rõ ràng cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu vào đầu tuần này. Cuộc giao tranh dữ dội nhất đã diễn ra đêm mùng 7 tháng 6, dọc theo tiền tuyến gần Zaporizhia, nơi quân đội Nga đã giành những tháng bố trí nhiều bãi mìn, hào chiến và các vị trí khai hỏa và chứa ngại vật chống tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine đã tiến hành tấn công với 1.500 quân và 150 xe bọc thép, nhưng quân đội Nga với sự hỗ trợ của pháo binh và không quân đã đẩy lùi cuộc tấn công này. Chìa khóa phòng không của Nga là sự chế áp các hệ thống phòng không của Ukraine, cho phép chiến đấu cơ và trực thăng hoạt động tự do trên tiền tuyến. Bất chấp thương vong đáng kể của Ukraine, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định với CNN đầu tuần này rằng Washington tin rằng Ukraine sẽ thành công trong cuộc phản công này. Tuy nhiên, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ bày tỏ thái độ thận trọng khi nói trên truyền thông ngày mùng 5 tháng 6 rằng hiện còn quá sớm để nói về những kết quả sẽ xảy ra tổng thống ukraine zelensky nói rằng mọi người đều hiểu rõ bất kỳ cuộc phản công nào trên thế giới diễn ra mà không có sự kiểm soát trên không đều sẽ rất nguy hiểm